Đi làm về mệt mỏi, chị mẹ cứ tưởng được bé con ra đón nhưng sự thật thì lại hơi quê một tí. Hả? Mới đây, đoạn camera an ninh đã ghi lại cảnh chị mẹ đi làm vất vả đến tối mới về. Có thể thấy những bước đi cùng với nét mặt của chị trông khá là mệt mỏi. Tuy nhiên sự mệt mỏi ấy dường như đã tan biến khi về đến nhà đã thấy bé con nhà mình chạy lon ton ra đón. Cứ tưởng đây sẽ là hình ảnh vô cùng cảm động nhưng thực chất nó lại vô cùng cảm lạnh. Cụ thể sau khi bước vào nhà, mặt mẹ đã hớn hở để ôm ấp đứa con cưng, phục hồi năng lượng. Ai ngờ nó lại chạy qua không thèm nhìn mặt và trông như người xa lạ. Vừa mới vui lên được vài giây, chị ngay lập tức tụt hứng, không hiểu đây là con mình hay con ai mà lại học đâu cái thói trêu mẹ ác đến vậy. Hả? Sau khi ngoảnh lại nhìn cả chục lần thì chị mới thấy hóa ra bé con nhà mình đón bố chứ không phải đón mình. Sau khi thấy khung cảnh cảm lạnh này, chắc hẳn chị đã phải suy nghĩ về cuộc đời, không biết đây có phải là kiếp đẻ thuê trong truyền thuyết. Khả năng cao là sau cú lừa cực quê này, mẹ sẽ buồn một tí thôi chứ mọi thứ vẫn ổn, chứ anh chồng đêm nay cảm giác không ổn cho lắm. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.